Em biết là cái gì cũng cần một quá trình ạ, nhưng mà tại em thấy mẹ em sức khỏe đi xuống nhiều, hình như mình đi quá chậm so với tốc độ của mẹ yếu Ừ. Nhưng mà bây giờ nếu mà em sụp xuống thì ai sẽ là cái người lo cho em? đầu tiên là mẹ em. Giờ mày muốn làm khổ bà già hả? Em luôn là tỏ ra một người khá là ổn và mẹ có thể Mày tưởng là má được mày rất không biết ổn. hả? Bà đẻ mày ra bà không biết à? Mày tưởng ông già mày không biết à? Mày giấu được bà má mày mà giấu được ông già mày không? Già mày ông trên trời ông nhìn xuống ông thấy gì mà không biết hết chứ. Cái gì? Mày nói mày có hiếu, mày nói mày thương cha thương má mày, nhưng mà mày nghèo, đó là bất hiếu. Mày có nhìn thấy ông bà già mày đang già đi mỗi ngày không? Họ lo cho mày bao nhiêu năm tháng, để rồi bây giờ một chút tiền mày cũng không mang về được. Mày không lo cho ba má mày được một cái chuyến đi du lịch cho bằng người này bằng người kia, mà mày nói mày thương ba mày thương má mày hiếu thảo, mày là đồ mất dạy. Cho nên mày phải thành công, mày hiểu không? Đó là cái cách thiết thực nhất để thể hiện cái tình thương cho gia đình của mình. Cho nên ngay bây giờ mày phải mua cái crypto đó, mày phải nhảy vô đầu tư, mày phải làm giàu cho nó nhanh lên. Đó mới là cách thương cha thương má thiết thực nhất, chứ đừng nói bằng lời, mày hiểu không? Các bạn hiểu không các bạn? Đó là cái cách mà cái ngành công nghiệp đẩy làm giàu nhanh. Họ đánh vào cái tâm lý và một cái tình cảm rất thiêng liêng, để rồi khiến họ rơi vào cái trạng thái tự dằn vặt, tự giày vò mình, giày vò vì mình không được như thế này, mình không được như thế kia, mình kém cỏi. Và rồi sau đó họ được dẫn dắt tất cả những cái chương trình làm giàu nhanh, chương trình đầu tư binary, phân hệ, nhị phân, tam phân, đánh bài, đánh bạc, để rồi tiền mất tật mang. Dĩ nhiên anh không nói tất cả mọi người ở trên thị trường làm cái việc đó, nhưng đó là một điều có thật. Và anh nghĩ đó là một điều, một cái góc tối rất là xót xa mà nó đang hiện hữu của cái ngành công nghiệp huấn luyện. Cái ngày mà Nhân bước vào cái khóa học với anh, đó là lúc mà bạn đã trải qua rất nhiều những cái khóa học làm giàu theo cái kiểu như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ đánh vào cái tâm lý của một thằng nhóc thương mẹ. Bởi vì khi bố bạn mất thì bạn cảm nhận một cái trách nhiệm rất là lớn, là Nhân nó phải lo cho má nó. Và cái tình thương đó của nó bị người ta khai thác, lợi dụng và dẫn dắt bạn vào rất nhiều những cái khóa học, để rồi áp đặt lên cho nó những cái khuôn mẫu là mày phải như thế này, mày phải thành công nhanh lên, mày phải kiếm được rất là nhiều tiền như vậy, mày phải tham gia vào những chương trình đầu tư, những cái hệ thống như thế nọ thế kia. Và đó không phải là một cái gì đó chân thật của Nhân. Cho nên khi Nhân nó trải qua quá nhiều những cái trải nghiệm như vậy và rồi nó không làm được, thì nó quay trở về và tự giày vò bản thân của mình. Nó lại quay trở về và hành hạ mình bằng cái cảm giác tội lỗi, là mình là một đứa con bất hiếu, mình kém cỏi, mình không lo được cho má, mình không xứng đáng với ba mình. Và nó giày vò bản thân nó đến nỗi mà cái ngày mà bạn đến gặp anh, Nhân nó suy sụp và cái sự tự tôn của nó thấp tới mức độ nó không thể trò chuyện được với người khác. Nó không thể trò chuyện được, không thể mở lòng ra để trình bày được những cái ý quan điểm của mình với TA luôn. Chứ nói chi tới chuyện là bạn bắt tay vào hành động, bắt tay vào chuyện nuôi dưỡng những cái thói quen mới, lắng nghe bản thân mình, rồi chăm sóc bản thân, phát triển những cái việc nhỏ nhỏ, không làm được gì hết. Cho nên là trong cái video clip này các bạn sẽ nhìn thấy anh Quéo trong một cái phiên bản thực sự nỗ lực rất là lớn để dùng những cái kỹ thuật để giải độc cho ông Nhân. Tụi bay sẽ nhìn thấy một cái phiên bản của ông Quéo hung dữ ha. Các bạn sẽ nhìn thấy ông Quéo thay đổi liên tục như lật bánh tráng luôn. Anh không bao giờ muốn làm những chuyện đó hết, và anh chỉ dùng đến nó trong trường hợp phải cấp cứu thôi. Mà đây là những cái kỹ thuật để cấp cứu về mặt cảm xúc và tâm lý cho học viên của anh. Và anh ước gì trong cuộc đời của anh không bao giờ phải xài tới những kỹ thuật này hết. Nó rất là mệt, nó rất là mệt. Anh không có muốn xài nó. Nó cũng không có tự nhiên, nó không phải là cái phiên bản chân thật nhất của anh. Tại vì phiên bản chân thật của anh, các bạn thấy rồi đó, anh hiền, anh đẹp mà. Rồi anh khịa khịa vậy đó, để cho mọi người bỏ ra những cái nhận thức, chứ anh không phải là cái người aggressive giống vậy. Nhưng mà tới lúc cần thì phải xài. Đi cho đến hết cái phần mà anh sử dụng cái kỹ thuật trị liệu đó để giúp cho bạn tháo gỡ được tất cả những cái niềm tin áp đặt rất là nguy hiểm mà bạn đã bị nhồi nhét trước đó. Tháo ra được xong cái rồi thì tụi bay sẽ lại nhìn thấy một cái anh Quéo đơn giản, gần gũi và chân thật.
để rồi cùng với bạn tìm lại một cái cách gì đó chân thật hơn để lo cho mẹ và để thương chính bản thân của mình. Xin chia sẻ với nhau cái bài giảng rất là lạ và rất đặc biệt ngày hôm nay. Em xin chia sẻ cái trạng hành trình của em là trước khi tham gia khóa học thì em là một người khá là rất là nhút nhát ấy. Khi mà trước khi tham gia khóa học em gặp rất nhiều vấn đề về công việc rồi là về tương tác với mọi người cũng như là cái khả năng nói chuyện với em cũng khá là kém á. Khi mà em tham gia khóa học này em gặp được chị Bông, chị kéo em khá là nhiều. Thì ban đầu thì em không biết là mình muốn gì và mình thực sự là mình là người như thế nào ấy. Thì em cũng làm khá là nhiều nghề nhưng mà em không biết là em làm nó điều cuối cùng em muốn là gì, thì rơi vào trạng thái lung lung. Xong là từ đấy thì em khép mình lại, em không giao tiếp với tương tác với mọi người nữa và mọi thứ nó kiểu nó đều theo chiều hướng đi xuống ấy. Nên là cái công việc cũng như là cái quan hệ xã hội hay là trong gia đình mình cũng cảm thấy là mình luôn bị áp lực ấy. trong thời gian mà 2 ngày chạy đầu tiên thì em có lắng lại và em có hiểu cái vấn đề mình gặp phải là thực sự là do bản thân mình. Thì nếu muốn giải quyết được tất cả thì mình phải hiểu bản thân mình trước để nó là cái gốc rễ của mọi vấn đề ạ. Thì em có cái mindset đầu tiên là như thế. Trong 2 tháng qua thì em cũng thay đổi nhận thức khá là nhiều nhưng mà em cũng không thực sự hành động. Nhưng mà cái em thấy nó thay đổi lớn nhất là những cái tư duy của mình nó thay đổi hơn là Nhân dạ. Ai push em lên làm speaker vậy? Thì ban đầu mỗi khi em có nghe là chọn speaker là learner thì em ban đầu nghĩ là hay là mình chọn learner đi. Nhưng mà em nghĩ là kiểu từ trước giờ mình luôn bị động thì bây giờ mình làm speaker thì nó khác chứ. Giờ thì chắc là sẽ có một cái gì nó mới thì em chọn speaker. Nhưng mà để mà chọn và để lúc mình có thể chia sẻ được thật sự nó đấu tranh khá là nhiều. Rồi biết vì sao mà tự nhiên nó bị đứng máy rồi nó rung rồi nó tát mồ hôi lạnh ra vậy không? Em nghĩ là em hướng về em nhiều, em chia sẻ nhưng mà em cái tâm thế của em mình luôn là nghĩ là mình nên nói như thế nào và em không hướng về mọi người là mọi người muốn nghe gì. Mình cảm thấy không phải đâu, chưa làm nhiều á, không biết nói gì hết. Đúng. Nói ra nó ngượng miệng lắm, nó sượng á. Đây cũng là lần đầu tiên em chia sẻ mọi người với cả thuyết trình số đông này. Cho nên á là vì em đã dũng cảm để chọn vai trò speaker, món quà mà em nhận lại đó là rèn luyện lại đi em, để mình thấy được rất rõ là gì, là mình nói cái thứ mình chưa làm được á nó sượng lắm, còn cái thứ mà mình trải nghiệm nó đến từ cái sự từng trải, nó đến từ những cái việc rất là chân thật, từ cái sự bế tắc, cái sự hoang mang, rồi cái khó khăn rồi mình vượt qua được, mình làm cái mình nói ra cái nó thật á, nó dễ lắm. Muốn nói tiếp hay dừng lại? Rồi, thôi bỏ này đi. Cái này toàn hình đau trên mạng không à. Rồi, Hoa muốn input gì? Dạ, cho em input cho bạn một xíu, đó là thật sự đây là cái lần đầu tiên mà bạn chọn làm speaker. Chắc bạn cũng rất là lo lắng. Từ bữa mà rehearse thì bạn không nói được một câu nào và bạn out luôn. Và từ bữa đó đến hôm nay là bạn chưa có rehearse với em một lần nào. Thành ra là cũng để cho bạn lựa chọn thôi, nhưng mà đây cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ đấy bạn. Nếu là fail thì bạn cũng học được rất là nhiều. Ý ra là bạn làm một cái điều thì nó khác đi. Thật ra thì cái chặng của bạn thì lúc đầu bạn push mình khá là nhiều, bạn rất là ép mình vì hoàn cảnh ra thì bạn khá là khó khăn lắm. Bạn mình với mẹ ba bạn ấy mới mất mấy năm, thành ra là bạn luôn nghĩ là một mình phải lo hết cho mẹ và nên ép mình là phải cố phải học thật nhiều. Bạn đi học rất nhiều những cái khóa trên mạng FOMO á. Rồi sau đó thì như bạn vào bạn push mình kinh khủng lắm. Nhưng mà càng push thì bạn càng bị như thế. Cái bữa đầu tiên nói chuyện với bạn là bạn ý phải dừng rất là lâu. Bạn không nói chuyện được với em luôn. Bạn ấy sợ nói chuyện một lần đầu tiên nói chuyện một người á. Bạn không biết nói gì luôn. Đấy rất là thương bạn ấy. Mình thương vì là những cái cảm xúc của bạn đè nén nó quá. Rồi cái bữa này coi như là nó là một cái điều đầu tiên bạn làm khác đi. Em vẫn ủng hộ để bạn lên, để bạn có cái trải nghiệm này. Bạn nhận ra là những cái mà bạn thích làm thật ra chỉ là làm những công việc ngoài trời, kiểu như là bạn vận động thôi, nhưng bạn sợ nó không kiếm được tiền không vào cho mẹ. Thì từ cái đó là bạn cứ ép mình như vậy. Bữa nay thì bạn sau đó bạn nhẹ nhàng hơn khi ngồi với em.
sau đó thì bạn nhìn ra là mình chưa bao giờ lắng nghe mình muốn gì. Hoa Hoa nhìn lại xem là chặng hành trình của Nhân như vậy thì có cái sự chuyển biến như vậy có hơi chậm không, hay là nó hay là thật sự nó phải cần 2 tháng? Em nghĩ là nó chậm hơn vì bạn ép mình, nhưng mà đến cuối thì nó bắt đầu có chuyển biến. Sau cái buổi nói chuyện với em thì bạn bắt đầu kết nối lại với mẹ, bạn bắt đầu hai mẹ con ngồi uống bia nói chuyện được với nhau, và bạn ấy tâm sự được những cái điều bạn ấy áp lực ra cho mẹ. Thì đó là những cái win nhỏ nhỏ đối với bạn, và bạn có kết nối một một với các bạn trong nhóm khá là tốt, và bạn ấy nói chuyện với các bạn là thoải mái hơn so với lần đầu bạn nói chuyện với em rất là sợ không nói câu nào. Và tiếp theo là bạn nói bạn muốn tìm tìm lại những cái sở thích nhỏ nhỏ của mình để coi là có Ok. công việc được. Alright. Đang cảm thấy gì lúc này? Em thấy trách bản thân em nhiều. Lại trách tiếp, lại tự dằn mặt tiếp hả? Em xin lỗi. Hả? Nhân, sao mày cư xử với mày tội nghiệp vậy hả? Mày có thương mày chứ Nhân? Mày không thương mày rồi rồi rồi, rồi ông già mày thấy mày cư xử với con ông vậy sao ông chịu, ông buồn lòng không? Mày chưa lo được gì cho ok, mày chưa lo được cho má đi mà bây giờ mày mày cư xử với bản thân mày vậy khắc nghiệt quá đúng không? Mày mới học lớp 1 mà mày bắt mày thi lớp 6 sao được đó, mình cứ tự ép mình phải làm siêu nhân, phải rồng, phải là bùng một cái hóa thành rồng, thành thành tiên, mà mình cứ định đó rồi dằn vặt mình rồi cứ chỉ trích mình mày kém quá, mày không được cái này, mày không được cái kia, mày phải như thế nọ. Sao mà tội nghiệp nhóc quá vậy hả? Có thấy không? Có thấy không? Có thấy là tự nhiên cái mình làm mình khổ không? Mà mình làm mình khổ rồi má mình vui à? Rồi ba mình yên tâm à? Đó, chị Hoa cho em làm cái buổi present ngày hôm nay để em một lần nữa cho mày nhận ra là gì? Em đang ép mình phải làm được cái việc giống như người này, giống như người kia, giống như người nọ. Trong khi mình chưa ready, mà chưa ready nghĩa là chưa ready. Thấy làm sao đây bây giờ? Em bình tĩnh hơn khi đó, bởi vì cứ suy nghĩ là làm thế nào để làm nhanh, đẩy nhanh tiến độ. Tự nhiên mình ép mình, thực sự mẹ em là động lực mẹ em. Nếu mẹ là động lực đúng không thì mình hành động thôi đúng không, chứ còn mình còn tạo thêm áp lực chi nữa. Em biết là cái gì cũng cần một quá trình, nhưng mà tại em thấy mẹ em sức khỏe đi xuống nhiều, thấy không ổn được. Tuy nhiên mình đi quá chậm so với tốc độ của mẹ yếu như. Ok rồi Nhân, cho nên là thấy mẹ yếu đi rồi mình rất là lo lắng đúng không? Mày ngồi thẳng người lên coi Nhân. Cho nên bây giờ nè, mày suy sụp xuống thì ai lo? Em biết Trả lời hả? không ai lo cả, Má mày lo chứ không ai lo cái gì. em nghĩ là không ai lo cho má em cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà em sụp xuống thì ai sẽ là cái người lo cho em? Đầu tiên là mẹ em. Giờ mày muốn làm khổ bà già hả? Nếu mày Mày thương bà già, cái việc đầu tiên quan trọng nhất mày phải làm là cái gì? Trả lời. điều đơn giản nhất chắc là khiến mẹ thấy mình hạnh phúc đầu tiên. Mẹ khoan thấy mình hạnh phúc đã, mẹ không có thấy mày mẹ suy sụp cái kiểu này cái đã nè, chứ chưa nói tới chuyện hạnh phúc. Chứ mày cứ căng thẳng, mày cứ áp lực, rồi mày giày vò bản thân mày, mày đau khổ như vậy rồi bà già mày xuống à? Vì mẹ em chưa là nhìn thấy trạng thái này của em luôn là tỏ ra người khá là ổn, mà mẹ có thể Mày là tưởng giả má mày không biết vờ hả? Bà đẻ mày ra bà không biết à? Mày giấu bà làm cái gì? Mày lo mày tập trung để mày giữ cho mình, cho bản thân mày nó được bình an, chứ bây giờ mà mày cứ như vậy đó, rồi mày chui vô góc mày cứ cào đầu cào cấu bản thân mày như vậy đó, mày tưởng má mày không biết à? Mày tưởng ông già mày không biết à? Mày giấu được má mày giấu được ông già mày không? Già mày ông trên trời ông nhìn xuống ông thấy gì mà ông biết hết chứ, hiểu không Nhân? tôi biết điều đó. Nhưng mà cái cảm xúc nhìn nó cứ đến rồi nó đi, không lúc nào mình có thể duy trì Anh cho được hiểu. cái trạng thái. Cái cảm xúc nó đến nó đi ha, nhưng nó đến một lần ok mày sụp, đến lần thứ hai mày phải vững vàng hơn một chút, đến lần thứ ba mày phải bình tĩnh hơn một chút nữa, thì cái đó mới gọi là trưởng thành. Chứ còn cứ mỗi lần nó đến mày sụp, mỗi lần nó đến mày sụp, mỗi lần nó đến mày sụp, tức là mày không có tiến bộ, mày đéo học được gì hết. Thì mỗi lần mình té mình đứng dậy mình nói đau quá, lần sau bị cái vụ này xảy ra mình té nhẹ lại một chút nha, thì qua cái việc ngày hôm nay mày nhận ra cái gì? Thôi đang cảm thấy gì vậy, đang cảm thấy sụp Hơi chán mình là buồn lại buồn lại chán mình đúng không, cái mình kém quá hả? cảm giác hiện tại chưa thoát ra được. Thôi em tiếp tục rồi cũng được ha, ha đúng không, em tiếp tục giày vò em đi nha, mày tiếp tục mày lấy những cái lời lẽ đó mày tự đâm 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 vô người mày đi, không sao ai cấm được, giờ mày làm suốt rồi không. Vì thế nên là em mới tìm cách để thoát ra cái quả cái cảm xúc này. Dùng tình thương nó làm được đó,
chứ đừng dùng nỗi sợ và áp lực để làm điều đó. Mình thương má mình thương ba mình, thì cái việc thực tế nhất, cái sức mình ở thời điểm này là còn yếu, đó là sự thật mình phải đối diện. Mình thương má mình thương ba mình, thì mình phải take care cho cái thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của họ là cái gì? Trả lời. Muốn con cái là mày. Dạ. Đó, cái này em chưa cảm nhận được đâu nhân, em tạm tin anh đi, tại anh có con rồi anh biết. Cho nên nếu thương ông bà già thì lo cho cái thằng nhân này, cho nó bình an, cho nó từ từ nó tiến bộ, yêu thương nó, hiểu nó, xong rồi đặt ra những cái việc mục tiêu nhỏ cho nó làm được nó vui hơn, cái nó từ từ nó tự vững vàng lên, nó tự tin, nó phấn chấn, nó tiến bộ, không nó làm những việc nhỏ cái nó tin tưởng bản thân nó hơn, cái nó cố gắng từng bước. Mày nâng đỡ con của ông bà, mày hỗ trợ cho thằng con của ông bà, thì đó là vì mình thương má má mình, đó là cái thực tế nhất. Còn giờ mày cứ giày vò nó, mày cứ áp lực nó, rồi bà già mày nhìn vô thấy sao? Nói, sao mày ăn hiếp con tao hoài vậy? Sao mày không để nó yên được hả? Sao mày cứ suốt ngày mày chỉ sỉ bả con tao hoài vậy? Mày biết con tao dứt ruột đẻ ra không? Mày tao nuôi mày mấy 20 năm mày cứ suốt ngày mày sỉ bả, mày chà đạp nó, mày nói nó như thế này, như thế kia, như thế nọ hoài vậy? Hiểu không? Em biết thì em vẫn so với cái mốc thời gian trước thì em thấy em đang thay đổi nhiều, nhưng mà đôi khi đấy mình nhìn lại cái thực tế là kiểu như mẹ mình đang có đà đi xuống, thì mình lại nhìn lại quá trình của mình, thì lúc đấy mình lại là một phòng lại trách. Mày đến đó mày uống bia với bà già, ngồi lại hỏi má, con thấy má cũng yếu, con cũng thương má lắm. Bây giờ má thấy má cần con lo gì cho má không? Má muốn con giúp gì cho má không? Có cách nào để cho má vui hơn không? Má nói con nghe một cái đi. Má đặt đề bài đó đi, rồi con cố gắng, con coi con làm được. Mẹ con kêu gọi 500 anh em vô hỗ trợ con. Má có cái mong muốn gì không? Má nói con nghe đi. Rồi con cố gắng con làm. Mày hỏi thẳng bà già đi. Chứ mày đừng ngồi mày đoán, rồi mày nói là chắc má mình cần một chiếc Mercedes, rồi chắc là má mình cần một cái nhà biệt thự 2 tầng, rồi chắc má mình cần một cái tài khoản tiết kiệm 500 triệu, chắc là má mình có thiệt bà cần nó không? Mày hỏi bà đi, hỏi thiệt đó, má mày hỏi thiệt luôn không? Con biết là má sẽ nói là ôi tao không cần gì hết, tao chỉ cần mày, con biết rồi, nhưng mà giờ con hỏi thiệt là nếu bây giờ con muốn có một cái món quà hay một cái sự quan tâm gì đó cho má, má nói thiệt đi, giờ má thích cái gì nhỏ nhỏ, bây giờ sức con cũng ít, má con vừa vừa thôi nha, nhiều quá làm không nổi đâu. Không, có nhiều khi bà nói là vậy tao muốn có gì thì mày giặt đồ ở nhà giúp tao một cái. Ok má, get go. Chẳng hạn. Nhân hiểu không? Làm kiểu như việc đơn giản nhất. Tao không biết là việc gì, mày hỏi bà già đi. Dạ. Xong rồi hai má con mẹ tập trung chuyện mua vui cho nhau, mang lại niềm vui cho nhau bằng cách này cách khác. Mày đừng dùng một cái công thức của xã hội mặc định là phải vậy, phải kia, phải nọ, không? Mày đến gặp đương sự, hỏi bà má, tôi muốn lo cho bà má một chút xíu. Bà má nói đi, bà má muốn cái gì? Nhiều khi cái chuyện mày hỏi thôi là bà cũng đã rất vui rồi. Làm 2 lon bia, 1 con bực là hết chuyện rồi. Cần thì 4 lon nha. 1 lon đi ngủ luôn, không tâm sự gì nữa. Đấy, mày cứ vậy đi, mày nhiều khi cuộc đời đơn giản vậy đó em. Nhiều khi được đứa con mình nó ngồi nó trò chuyện, nó tâm sự tỉ tê với mình là người mẹ đã thấy hạnh phúc rồi. Chứ còn bây giờ thấy đứa con mình nó cứ chui vô phòng, nó đóng cửa rồi nó làm cái gì ở trong mà lúc nó bước ra nhìn nó sơ sát phờ phạc. Xong rồi nó cứ trước mặt mình thì nó ráng nó tươi cười, nó tỏ ra này nọ, rồi nó đi đâu mất, rồi nó làm cái gì với nó, cũng giờ nó không nói chuyện với mình nữa. Con cái giờ càng lớn nó càng xa cách gì đó, nhiều khi mình trò chuyện thôi là bà đã vui rồi, bà vui cái là sức khỏe bà nó cải thiện. Mày làm những cái chuyện đơn giản giùm tao đi, rồi mày hỏi bà má muốn cái gì mà bà nói đi, cần con hát cho má nghe không, tập hát cho má nghe, mày hiểu không? Ok cô, trước giờ mình chưa nhận ra những cái điều đơn giản nhất là mình chỉ hỏi tăng câu đơn giản, mình hay nghĩ làm cái gì to tát, mình nghĩ kiếm được nhiều tiền làm gì mà đấy khủng, nên là cứ học lên để làm, tìm ra cách để làm những điều đấy. Thì thực ra chắc là mẹ cần những điều quan tâm nhất. Cái ta cũng chưa chắc đâu nha, nhiều khi mày hỏi bà, các bà kêu là tao muốn mày làm tỷ phú và làm tổng thống Mỹ. Nhiều khi bà má mày trả lời vậy á, tao cũng không biết đâu, hên xui à. Nếu bà nói vậy thì mày nói ok, vui, thiệt luôn hả má. You never know, hoặc là nhiều khi mà nói bà má mày kêu tao muốn mày thay đổi giới tính, mày làm gái đi cho vui, vui nhà vui cửa, hai mẹ con mình đi may xe re. You never know, talk to her. Khi nào mày sẽ nói chuyện với bà già, cùng với 2 lon bia và 1 con mực. Em sẽ tính là cuối tuần này luôn đấy ạ. Bà mày nhớ mà phải hỏi cái gì, bà má muốn cái gì, nói đi, tôi chuẩn bị. Dạ, em cảm ơn ạ. Sao, có ngạc nhiên chút nào với cái phiên bản anh quéo, tắt kè bông, quay xe lái lụa không? Cho nên là trước khi anh rút lại ha, thì mọi người có thể thả một cái comment được không? Tại vì anh nói thật là khi anh chia sẻ cái video clip này, anh cũng có thoáng lo ngại, không biết là mọi người có ác cảm không khi mà nhìn thấy một cái phiên bản khác khi mà anh quéo triển khai các cái thủ thuật để giải tỏa về tâm lý cho học viên của mình, thì không biết mọi người có bị sốc không, hay là mọi người có ngạc nhiên không, hay là các bạn cảm thấy như thế nào, đúng không?
Hoặc là dĩ nhiên là chia sẻ cho anh biết là các bạn có nhìn thấy mình trong cái câu chuyện của Nhâm không? Các bạn thấm thía được điều gì qua cái phần trò chuyện và chia sẻ của bọn anh? Hãy comment trước nha. Come on, get go. Đừng ngồi lắng nghe một cách thụ động như vậy. Hãy là những khán giả chân chính của ông Quéo. Hãy chia sẻ những quan điểm và những góc nhìn và những cảm nhận của riêng cá nhân của các bạn. Anh rất muốn lắng nghe. Alright. Anh nghĩ là rút lại cho cái câu chuyện này. Và anh nghĩ là cái lý do mà bọn anh chia sẻ cái video clip này và cũng xin phép Nhân để chia sẻ, đúng không, mà được bạn đồng ý, đó là thực ra nó là một việc rất là risky, một việc rất là mạo hiểm đối với bọn anh, bởi vì well, nó có thể đưa ra những cái hình ảnh rất là lạ và có thể làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng mà anh không ngại, bởi vì anh mong là biết đâu được nó có thể giúp cho vài người, vài chục người thoát khỏi cái vòng xoáy của những cái thủ thuật đánh vào cái tâm lý của những người trẻ tuổi, đánh vào cái tình thương của các bạn, để rồi dẫn dắt mình vào những cái dự án có khi nó không có dành cho mình. Anh không nói nó sai nha, nhưng mà có khi nó không phù hợp với các bạn, để rồi mình bị cuốn vào những cái trào lưu, những cái xu hướng nào đó, mình hùa theo mọi người, để rồi đến cuối cùng mình đánh mất chính mình, và thậm chí nó để lại những cái tổn thương cho các bạn. Đó là điều rất là đáng tiếc, đúng không? Cho nên anh mong các bạn nhìn thấy những điều đã diễn ra với Nhân để tỉnh táo hơn cho chính bản thân của mình. Anh có cái niềm tin của anh, cái đức tin của anh, đó là tình thương nên là cái động lực đằng sau mọi cái nỗ lực và cái sự phấn đấu trong cuộc sống của mình. Còn thẳng thắn nha, nếu chúng ta dùng cái sự ganh ghét, chúng ta dùng cái sự tội lỗi, cái sự mặc cảm, chúng ta dùng lòng tham, cái sự giận dữ để làm động lực, thì anh nói trước, đó là những động lực rất mạnh mẽ, không đùa đâu các bạn. Và cái cảm xúc đó nó có thể thúc đẩy nên những cái hành vi rất là quyết liệt, thậm chí nó có thể tạo ra những kết quả tức thời rất là ấn tượng. Và đó là sự thật, không thể chối cãi. Nhưng những cái cảm xúc đó là những cái liều thuốc kích thích về mặt tâm lý mà nó để lại những cái tổn hại về lâu dài. Tin hay không tùy các bạn, nhưng mà anh nghĩ đó là điều anh thấm thía sau suốt 15 năm mà anh tư vấn, huấn luyện và dẫn dắt. Anh nhìn thấy điều đó của học trò của mình. Anh không dám nói người khác sai, anh không có phán xét. Anh chỉ xin chia sẻ là cái đức tin của anh đó là dùng cái tình thương thương mình, rồi thương một vài cái người quan trọng trong cuộc đời của mình, và dùng cái tình thương chân thật đó để làm cái lý do. Rồi đến cái thứ hai mà anh muốn nhấn lại để mọi người thấy nè, là cái tình thương có rồi đúng không, thì phải biết cách để thương. Có nhiều bậc cha mẹ nghĩ là thương con nghĩa là cho roi cho vọt. Rồi có những bậc cha mẹ nghĩ là thương con nghĩa là cung phụng nó, đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của nó. Rồi ngược lại, có những đứa con nghĩ là thương cha thương mẹ nghĩa là dùng cái thành công của mình để họ mang đi khoe làng khoe xóm, thì đó gọi là thương cha thương mẹ. Rồi có những bạn trẻ tin là thương cha thương mẹ nghĩa là phải rất giàu có, phải kiếm một đống tiền và đập vô mặt họ, ném họ vào một cái ngôi nhà khang trang nhất trong xóm, hoành tráng nhất trong làng. Không có gì sai đúng ở đây hết. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ha. Anh nói không có gì sai đúng ở đây hết. Chỉ là anh nhắc cái này, mà cái này không phải anh nhắc, mà đó là cái điều mà thầy Thích Nhất Hạnh dạy. Anh tin và anh làm trong suốt gần 20 năm trong cuộc đời của anh. Thầy nói, và anh đã nói quá nhiều lần rồi, các bạn biết anh tính nói câu gì đúng không? Thương là phải hiểu, mà hiểu chính là thương. Cho nên cái bước đầu tiên của tình thương đó là mở lòng ra trò chuyện, lắng nghe nhau để hiểu nhau, hiểu sâu sắc cái nội tâm của nhau, cái mong muốn của nhau, thì đó là tình thương. Cho nên là cha mẹ thương con mình trước khi gửi nó học chỗ này, gửi nó học cái kia, mua cái này cái nọ, rồi ném nó vào cái chương trình đào tạo nội ABCD rồi, thì dừng lại, chậm lại một nhịp, hỏi nó coi nó đang cảm thấy gì, hỏi nó coi nó thật sự trăn trở cái gì, bâng khuâng cái gì, hứng thú cái gì, muốn cái gì, hiểu nó đã. Rồi con cái thương ba thương mẹ của mình thì trước khi lao vào hùng hục với cuộc đời, không, để chứng tỏ để ABCD ha, thì có khi như anh chia sẻ với Nhân á, hai lon bia một con mực, ngồi xuống tỉ tê trò chuyện, lắng nghe ông bà già coi họ đang cảm thấy gì, coi thật sự trong cái tấm lòng của họ, của má mình, của ba mình, họ mong đợi cái gì, họ trăn trở cái gì, họ lo lắng cái gì, hiểu họ đã. Rồi khi hiểu nhau rồi
tính tiếp. Anh luôn tin là cái việc đó sẽ giúp cho cái chặng hành trình chúng ta thể hiện cái sự yêu thương cho nhau nó trúng hơn, nó nhanh hơn và nó chân thật hơn. Chứ nó không nương tựa vào bất cứ một cái khuôn mẫu sáo rỗng nào của xã hội, của cuộc đời. Và rồi cái cuối cùng, anh cũng có nói với Nhân rồi, đúng không? Là riêng với các bạn trẻ này, thương cha, thương mẹ, bên cạnh cái chuyện lắng nghe, tâm sự, trò chuyện, nhớ phải chăm lo cho cái di sản quan trọng mà họ để lại cho cuộc đời này. Đó là con của họ, đó là chính các bạn đấy. Làm sao trong cái quá trình mình trưởng thành, mình phấn đấu với cuộc đời, mình báo hiếu cho cha mẹ, đừng có để tổn hại tới bản thân mình, đừng làm mình khổ. Mình khổ, ba má mình không có cam lòng đâu. Bên cạnh những cái việc ABC, cái việc rất thực tế mà chúng ta làm để thương ba thương mẹ mình, đó là thương mình, hiểu mình, rồi nâng đỡ cái cảm xúc, cái ước mơ, nâng đỡ cái sự trưởng thành chân thật của mình, và sống một cái cuộc đời thật là trọn vẹn, và mình biến thành một cái người hạnh phúc với cuộc đời của mình. Thì anh nói nghe, không phải với vai trò của một YouTuber hay là vai trò của một ông thầy, nói với vai trò của một ông bố, nhìn thấy cái đó đối với một ông bố là cái điều rất là mãn nguyện với cuộc đời của ông bố. Khi nhìn thấy đứa con của mình nó hạnh phúc một cách trọn vẹn, nó trưởng thành một cách chân thật, và nó sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cái định nghĩa của riêng nó. Một lần nữa anh nghĩ là rất là cảm ơn Nhân đã cho phép bọn anh chia sẻ cái phần trao đổi rất là drama giữa anh với Nhân. Và anh nghĩ đó cũng là cái dịp để mà anh xin được chia sẻ lại lần nữa cái tinh thần đó, để rồi hai má con nhậu hai lon bia với con mực xong, để rồi Nhân cùng với má mình đồng hành với nhau trong cuộc sống, phải không? Và tìm kiếm được, nuôi dưỡng được cái tình thương rất là chân thật dành cho mình, dành cho má. Anh nghĩ cái sự đồng hành trong cuộc sống đó là cái điều mà má anh cần, và đó là cái điều mà em nên làm thay cho ba mình. Nhìn thấy điều đó chắc ba em sẽ rất là vui. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cái video clip này cùng anh.